Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chính thức khai trương phố đêm tư luận thuộc xã Hòa Phong. Đông đảo người dân địa phương đã đến tham dự sự kiện ý nghĩa này. Phố đêm tư luận giai đoạn 1 được xây dựng từ điểm đầu cầu chợ tư luận đến trục đường Quảng Xương và trên sân chợ tư luận, tạo nên một diện mạo khởi sắc tại huyện Hòa Vang, tạo điều kiện cho nhân dân buôn bán kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nhất là nơi hứa hẹn thu hút du khách về vui chơi giải trí. Lãnh đạo huyện Hòa Vang cho biết, để phố đêm trở thành điểm đến thu hút của du khách và người dân thành phố, cần sự chung tay của các hộ dân khu vực hai bên tuyến đường Quảng Xương. Đối với hộ kinh doanh trực tiếp, cần quan tâm đầu tư các sản phẩm, dịch vụ mang nét đặc trưng địa phương, hoạt động kinh doanh buôn bán và đảm bảo các tiêu chí về an toàn vệ sinh. Không gian phố đêm tư luận gồm một khu vực vui chơi cho trẻ, một sân khấu phục vụ tổ chức các sự kiện, 53 gian hàng trong sân và vỉa hè chợ, cùng với 68 hộ dân kinh doanh ở mặt tiền dọc đường Quảng Xương, với đa số các loại hình khu vui chơi giải trí, ăn uống, mua sắm v.v. hoạt động từ 17 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Đây là phố đêm đầu tiên của huyện Hòa Vang nên thu hút rất đông người dân đến tham quan và trải nghiệm. Hầu hết người dân đều rất vui mừng vì phố đêm sẽ là một điểm vui chơi mới của họ sau giờ làm việc hay học tập. Phố đêm tư luận với quy mô đầu tư ban đầu hơn 1,5 tỷ đồng để chỉnh trang vỉa hè, xây dựng hệ thống điện nước, hai cổng chào trung tâm, hệ thống điện trang trí chiếu sáng và một số hạng mục khác. Thưa quý vị, với nhiều khu vui chơi giải trí, mua sắm, ăn uống, phố đêm tư luận sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương đến với người dân và du khách, đồng thời sẽ tạo thêm một sản phẩm du lịch đến với thành phố, thu hút người dân và du khách đến với địa phương cũng như là thành phố Đà Nẵng.